Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một ít cây Shippo để giao lưu với anh em. Và có vài cây của những video trước nó còn tồn. Thì hôm nay em sẽ lên giảm giá những nhẹ những cái cây đó. Để nói chung là em cũng mai, tối khuya mai là em về Sài Gòn rồi. Thứ tư em đã có mặt ở Sài Gòn để làm cho nó nhẹ nhàng hành lý hơn xíu. Thì các giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em 1 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Anh em xem kênh cho em xin một chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký ha. Và anh em nhớ đã đăng ký rồi thì cũng nếu mà quan tâm với kênh em thì cho nhớ nhấn vào cái chuông thông báo kế bên cạnh chưa đăng ký để mỗi khi em có lên video thì có thông báo tới anh em để mời anh em vào xem tham khảo cho vui. Em cũng xin anh em một lượt like, một lượt chia sẻ để có thể là kết nối được với nhiều anh em đam mê Shippo hoặc là bật lửa khác. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Ngày hôm trước là có một ít bật lửa thì mà những cái kia thì em bán hết rồi, còn sót là cái này. Đây một con Royal Star da băng hả. Con này form của nó cũng form mini, dễ thương. Cũng lạ. Chủ đề là zin. Và nó có buồng chắn gió anh em. Cơ trượt thì cơ trượt là slide automatic. Bánh cực kỳ bén ha. Cái cơ trượt này nó nhẹ nhàng lắm anh em, nó nhẹ nhàng hơn là cái loại mà cầu mổ á. Này anh bấm, anh em bấm vô là nó nhẹ nhàng. Nó không phải như cái cò mổ kia này anh em phải giữ lại, còn cái này nó trượt xuống vậy nè, là nó trượt xuống. Rồi thì con này hôm nay giảm nhẹ xíu, em cũng cho nó nhẹ nhẹ bớt cái hành lý. Nguyên zin hết anh em, màu vật rộng 19 nha, 270. Cái cơ trượt này nó cũng có khá là dễ sử dụng, nói chung là nó dễ sử dụng hơn những cái con cò mổ khác. Rồi tới con Slim này hôm trước, con Slim này cực kỳ đẹp luôn, cũng có hành khách anh có trả giá nhưng mà em không có bán, này em giảm nhẹ xíu. Con này 78, tình trạng của nó thì rất là đẹp, không hề cấn mớp gì luôn. Đây. Slim 78 ha. Anh nào chơi năm sinh thì chơi. Cái con này thì cực kỳ. Nó có sức nhẹ thôi, anh em nhìn cái màu chrome của nó nè, rất là mới. Và chủ đề khác ăn màu đổ sơn. Zin hãng. Cứng cáp lắm. Nên em vẫn chưa vệ sinh để anh em cảm nhận được cái độ mới của nó còn như thế nào. Cái này là vệ sinh sơ nè, là sạch sẽ đẹp đẽ liền. Nếu có anh em nào chơi thì ruột hai mặt chữ chuẩn đời ha anh em, và bất bột chuẩn đời chuẩn giai đoạn. Đây có bất quá dài thòng lon. Nguyên zin tới cốt lời, nói chung là zin hết. Con này sử dụng cũng ít chứ không có nhiều, bây giờ nó cũng còn kẹt đá này nè. Hầm con này cũng cũng có hầm ấy. Đấy. Kẹt đá, tình trạng thì nó khá là mới, cũng khá mới. Bám cái
sơ nè, cái tay giùm thôi. Nó xước nhẹ thôi. Em xem nhẹ nhẹ nhẹ. Chứ bớt nhiều quá bớt không được anh em. Mục đích là cho nó nhẹ cái hành lý thôi. Cũng có vài con cây mới. $4.70. Một con titanium blue, mạ titan ha, sản xuất 204, không tử, có xước có dầm nhẹ thôi. Cái màu này nó nhìn nó cứng cáp đó, có dầm xước nhẹ. Không tử ha. Âm cực kỳ phê. Âm phê nha anh em. Chưa sửa chữa. Ruột trùng 5. Rồi. 350 luôn. Không tử. Mã số 3. Đây một con mạ bạc. Qua sử dụng ít, ruột rất là đẹp, không cấn mớp. 99. Không cấn mớp nha anh em. Có xước xác nhẹ. Qua sử dụng nhưng mà cái tổng thể của nó thì cực kỳ đẹp. 99 ha. Đây cái ruột nó như mới luôn. Em thấy không? Ruột như mới luôn. Anh em dòng La Mã thì chơi con này mạ bạc. Chủ đề chim cánh cục, chủ đề cắt hông luôn. Tổng thể con này đẹp, không cấn mớp nha anh em. Mã số 4, 550. Còn lưu binh súng. Con này thì đây nó không có hộp anh em. Lưu binh súng. Này mình có thể anh em có thể về kiếm hộp để trưng bày cũng được. Đầy đủ của một con lưu binh súng. Con này thì qua sử dụng nhưng mà cũng tổng thể nói chung cũng còn đẹp. Đây cái bán súng của nó. Đủ nguyên zin. Cái này về kiếm thêm cái hộp gì đó anh em trưng bày vào thì nó cũng đẹp thôi. 2000. Bản con này thì thường dòng này là bản limited ha, và nó được nó antiquer silver. Đây, cái ruột thì cũng còn khá là mới. Con này thì giá thị trường đó là nếu có hộp đầy đủ thì 1600. D16 La Mã, ruột trùng 5 tháng. Tổng thể đẹp, không cấn mớp ha. Nguyên zin. Ruột thì cái độ mới cũng khá cao.
em ở đây trưng bày hay là muốn sử dụng thì cũng nhìn nó cũng lạ luôn, cho anh em thích sử dụng lạ thì chơi vậy đó, cầm về mồi thuốc dòng lubin anh em, lubin súng. Con này 8 sĩ. Mã số 5. Ổng không không. Đây mã số 6 là một con hai la mã. Bản thử nghiệm không một tháng. Và cái màu của con này á là nó thiết kế cái màu kiểu như vậy chứ không phải là phôi phai nha anh em. Nó làm cái kiểu thiết kế như vậy, kiểu dạng nó làm kiểu cổ xưa. Cái màu cái kiểu mạ như vậy em gặp rất là nhiều lần. Gặp khá là nhiều trên những con ship khác. Kiểu này không phải là kiểu mạ bị phôi phai đâu nha anh em. Mà cái kiểu mạ của nó mục đích của cái mạ nó làm như vậy luôn. Em xem tổng thể con này thì nó rất là đẹp, lề lối đẹp nữa ha. Con này thì không có hề cấn mớp gì luôn, có dăm nhẹ thôi, dăm nhẹ, dăm kim nhẹ thôi. Cái màu của nó nè, bảng vinh tẹt đầu bằng đếp bằng 1937 tái bản. Màu mạ của nó là như vậy nha anh em. Em cầm trên tay thì anh em sẽ cảm nhận được. Và em cam kết cái điều đó. Ruột cực kỳ đẹp luôn. 86 đẹp luôn ha. Nguyên zin luôn. Bản thử nghiệm không một tháng. 1986 hai la mã. Âm cũng hay luôn. Thấy rất là đẹp. Cái màu nó nhìn như là cổ cục. Qua sử dụng nhiều phôi phai á nè. Âm cũng hay. Mã số 6. Con này nó hơi cao xíu nha anh em. Nó cũng đáng là một cái con mà anh em chơi á. Thật sự ruột với lại tổng thể của con này nó khá là đẹp. Mà nó là bản thử nghiệm không một tháng của hai la mã ha. Ở đây chút xíu em đã làm lên một con nữa cho anh em xem một con hai la mã này nữa. Hai con la mã này nó cũng đáng chơi luôn. Đây là một con hai la mã lòi xéo ha. Và cái mọc G, tháng G là tháng 7 là cái mọc đầu tiên. Đầu tiên của 1986 mà mọc la mã. Là nó có mọc tháng đầu tiên á anh em. Chung nó là mọc tháng đầu tiên ha. Thì con này qua sử dụng nó có phôi phai, nó có phôi phai thì không có nhưng mà nó có xước xác và có cấn dâm. Nó có xước, nó có cân dâm. Nhưng mà chơi thì để mà sưu tầm những cái này. Nói chung là anh em muốn thích chơi cái kiểu lạ mà cái mọc lạ đó thì con này đáp ứng được. Bởi vì con này thì trước nó những cái bản thử nghiệm không một tháng thì nằm trên cái dòng vinh tẹt. Một la mã không một tháng, một la mã bản thử nghiệm thì nó cũng là nằm trên một con vinh tẹt ha. Và qua 86 nó vẫn là thử nghiệm luôn, hai la mã không một tháng cũng nằm trên con vinh tẹt. Và bắt đầu thì
qua những cái mà khi mà có 1 tháng rồi á thì nó nằm trên form regular, mà con này thì nó lại nằm trên cái form của một con regular mà mọc lòi xéo. Và tháng G này là tháng G, là tháng 7, tháng đầu tiên để chuyển qua giai đoạn đó nè. Chuyển qua giai đoạn là có 1 tháng và là mọc đầu tiên, xem như là đại ca của thằng 1986 mà có 1 tháng đầu tiên. Nó đây nằm thường thì lúc trước em gặp nó nằm trên cái form của một con Regula bình thường á, form đáy lõm nào đề Mỹ thì nhiều, cũng gặp mà mấy lần, nhưng mà cái con này là đầu tiên là em gặp nó nằm trên cái form lòi xéo, cái mọc đáy lòi xéo. Nói mọc đáy chứ nói form thì cái form nó cũng giống nhau, nói là vậy là sai, không đúng. Nó là cái trên cái mọc thôi. Mọc nội địa Mỹ thì em gặp cũng mấy con rồi. Là tháng G. Là sau cái bản này thì bắt đầu là bản này nó mới mới xuất hiện nè. Bản hai la mã không 1 tháng này nè. Bản thử nghiệm này là chính thức, cái bản này chính thức, cái mọc này chính thức. Tháng G này là chính thức. Thì cái con này qua sử dụng nó có cấn, nó có xước rồi nè. Có cấn, nó có xước ha, nhưng mà chơi chơi cái mọc lạ thì anh em chơi cái mọc này được. Ok, chơi cái mọc này thì quá ok. Đấy, con này cũng 86 luôn ha. Ở bên hai vạch vạch quyền luôn, chưa sửa chữa luôn. Con này zin luôn, nguyên zin luôn, tới gốc lề luôn. Canh con em này con em chưa canh chỉnh luôn. Nó có độ rơ, nên em để độ rơ ít. Nên em chơi con này thì chơi, thấy cái lạ lạ thì chơi. Rồi, con này thì nó đơn giản, nhưng mà nó được cái mọc. Mọc như nãy giờ em giải thích với anh em á, là nó là mọc hai la mã mà có cái mọc tháng đầu tiên. Mã số 7. Còn này em bán mềm, mềm giá, cái giá này là mềm 850. Còn mã hai la mã thì cũng đáng chơi, anh em phải chơi con đó cũng được. Nó hơi cao xíu. Rồi em qua mấy con đi. Một con Liberty vỏ bút nhựa, tối không. Rồi một con new chủ đề về Liberty, chủ đề như thử thần tự do, và có cái bản đồ của nước Mỹ luôn, sản xuất năm 2000, một kép, tình trạng là new có bút nhựa. Tình trạng new nha anh em, có bút nhựa ha, có sức tôi nhẹ. Em thấy tự nhiên nó cái ánh sáng nó kỳ vậy. Ruột trùng năm. Tình trạng nhiều. Số
3, 4, 7, 8. Liberty 900. Rồi em ra một con này cũng hay nè anh em. Đây là một con new full book. Emblem tàu chiến. Emblem tàu này nó dữ dằn luôn. Tình trạng của nó là new. Và emblem con này thì nó về là nó có chân zip. Nó zin theo zip luôn ha. USS Arizona BB-39. Pearl Harbor này là trong trận Trân Châu Cảng anh em. Thế chiến thứ hai. Con này sản xuất năm 97. Em nhìn. Em lem sắc nét không? Chín mươi bảy ha. Trẻ này chưa qua sử dụng. New full book nhựa. Đấy, cái hình tự nhiên nó tối tối, hình như nó tối tối không nè. Anh em có thấy nó tối thì thông cảm giúp em không? Ở ngoài nó đang chuyển mưa. Ruột trùng 5. Đây, chủ đề này cũng đáng để anh em sưu tầm. Emblem này xin theo zip về luôn nha anh em. Chủ đề về tàu chiến, để em tra cái con tàu này cho anh em. Tra con tàu này. Chuẩn bị chổi ánh sáng rồi. Cái máy đâu mày à? Nhanh. Tôi để đây mà tôi làm, mà cũng xách xách đi nữa hả? Giáp hạm chứ đùa. US Arizona BB-39 là một thiết giáp hạm thuộc lớp Pennsylvania, được chế tạo cho Hải quân Hoa Kỳ vào giữa năm 1910, được đặt tên nhằm tôn vinh tiểu bang thứ 48 của Hoa Kỳ, vốn vừa gia nhập liên bang. Còn tàu là chiếc thứ hai, cũng là chiếc cuối cùng của lớp thiết giáp hạm. Cho dù được đưa vào hoạt động năm 16, nó vẫn ở lục địa Hoa Kỳ trong suốt chiến tranh thế giới thứ nhất, và không lâu sau khi cuộc xung đột kết thúc, nó là một trong những con tàu hộ tống đưa Tổng thống Woodrow Wilson sang tham dự hội nghị hòa bình Thổ Nhĩ Kỳ 20. Đây, năm 41. Nó còn với phần còn lại của hạm đội Thái Bình Dương được chuyển từ California đến Trân Châu Cảng, như một động thái răn đe đế quốc Nhật Bản trong cuộc tấn công nhắm vào Trân Châu Cảng của Hải quân Nhật sáng ngày 7 tháng 12 năm 41. Arizona bị trúng bom, nó nổ tung và bị đánh chìm một cách bi thảm, làm thiệt mạng 1.177 sĩ quan và thủy thủ, cũng giống như những con tàu khác bị đánh chìm hay hư hại nào. Vào ngày đó, xác của Arizona đã không được trục vớt lên, cho dù hải quân đã cho tháo dỡ những bộ phận của con tàu để tái sử dụng. Xác đắm con tàu tiếp tục nằm bên dưới đáy Trân Châu Cảng, và là địa điểm mà
một đài tưởng niệm xây dựng khánh thành vào ngày 30 tháng 5 năm 1962 để tưởng niệm những người hy sinh trong cuộc tấn công. Ai thiết lập hạm BB-39 số 9. Một chữ mốt. Rồi em là một con đời số. Chân bạn khá đẹp. Sao nó chói cái này quá ta. Nó mờ. Ai nó tối quá mà. Chuyện mưa nó tối. Đây một con đầy số thôi. 206. Hai mặt của nó là được làm những chi tiết khá là đẹp. Số thứ tự từ 1 tới 9. Viền thì được mạ bạc, nói chung là nó mạ bạc toàn thân ha anh em. Và nó phủ một lớp lớp sơn trong như là như lớp men và nó là phân xoáy. Anh em thấy không? Còn này cũng khá là đẹp, anh em trưng bày khá đẹp. Đó. Nó phủ một lớp sơn xanh như là một lớp men vậy anh em, khá là đẹp. Viền của nó thì nó oxy hóa, nó lên màu khá là đẹp luôn, mà nó cổ xưa. Anh em muốn sáng bóng thì lọc cà nà, còn em thì những cái này là em để chứ em ít khi nào em lau. Nên cái màu thời gian, cái màu oxy hóa của nó. Sản xuất 206 ha, hai mặt này đó nó phân xoáy tròn luôn. Ruột trung 5 anh em, 206. Đẹp không? Anh em để trưng bày khá đẹp. Rồi em xin giá con này anh em để trưng bày thì nó cũng khá đẹp đó nè. Mã số 10. Một triệu. Rồi nó chói ánh sáng mà nó không thấy luôn anh em. Em thấy nó hơi chói thì phải. Con này đẹp lắm, con này làm bên ngoài đẹp lắm nè. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19 giờ. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.